Xin chào các bạn đã quay trở lại với Bảo Ngọc và Minh Vũ Tech Review. Các bạn thân mến, đối với những người dùng văn phòng, những doanh nhân cao cấp thì chắc hẳn không ai không biết tới các sản phẩm ThinkPad của hãng Lenovo rồi đúng không nào? Những chiếc ThinkPad thuộc dòng T-Series, X-Series hay là X1 Carbon thì luôn nằm trong top đầu danh sách các mẫu laptop sang trọng nhất hiện nay. Hôm nay thì Bảo Ngọc xin giới thiệu đến các bạn 5 mẫu laptop cao cấp nhất thuộc dòng T-Series tại laptop Minh Vũ nhé. Đầu tiên là chiếc Lenovo ThinkPad T470. Máy có thiết kế hiện đại với các đường nét cơ bản của dòng T-Series. Lenovo ThinkPad T470 nếu so về độ mỏng thì hơi kém so với ThinkPad T470S. Còn so về hiệu năng thì cũng kém một chút so với T470P. Nhưng đây lại là chiếc laptop cung cấp cân bằng sự kết hợp giữa tính di động và khả năng sử dụng hàng đầu hiện nay. Cho dù bạn là một quản lý IT của một công ty, bạn là một doanh nhân, công nhân hay là một cá nhân, bạn sẽ được thừa hưởng một chiếc laptop 14 inch có bàn phím hàng đầu hiện nay, cùng với đó là hàng loạt cổng kết nối và thời gian pin kéo dài. Máy có hai phiên bản CPU là Core i5-6300U, RAM 8GB, SSD 256GB, màn 14 inch Full HD 1920x1080 hoặc một phiên bản thứ hai là Core i5-7300U, RAM 8GB, SSD 256GB, màn 14 inch Full HD 1920x1080. Và tiếp theo là chiếc Lenovo ThinkPad T470S, phiên bản mỏng hơn của T470. Có lẽ thì ai cũng có thể nhìn ra rằng là chiếc T470S này cũng không có quá nhiều điểm khác biệt về thiết kế so với người tiền nhiệm là T460S. Vật liệu làm trên chiếc ThinkPad này thì rất đặc biệt, nó giống nhựa nhưng thực ra là một hỗn hợp của magie và sợi carbon. Điều này giúp giảm trọng lượng máy đáng kể, chỉ còn khoảng đâu đó 1,3kg nhưng vẫn đảm bảo được sự chắc chắn tuyệt vời. Máy có cấu hình là CPU Core i5-7300U hoặc là i7-7600U, RAM 8GB DDR4, ổ cứng SSD 256GB, các màn hình Intel HD Graphics 620, cùng màn hình 14 inch, có độ phân giải Full HD IPS. Và ở vị trí số 3 là chiếc Lenovo ThinkPad T480. Về phần thiết kế thì Lenovo vẫn giữ nguyên như những dòng máy trước đó, khá là đơn giản và không có gì mới mẻ. T480 này có màu đen đặc trưng, khung máy chủ yếu có cùng kích thước với chiếc T470 trước đó. Phần vỏ nắp thì được làm bằng vật liệu PPS, nó được làm từ sự kết hợp giữa nhựa lai magie và bề mặt được phủ một lớp cao su mỏng, cảm giác sờ vào rất mượt mà và gần như là hạn chế được việc bám lại vân tay, nhưng vẫn chưa khắc phục được hoàn toàn điều đó. Cấu hình mà Lenovo đã trang bị cho ThinkPad T480 là CPU Core i5-8250U, bộ vi xử lý Core i5 thế hệ thứ 8 của Intel, sở hữu 4x8 luồng và có tần số cơ bản là 1,6GB, turbo boost có thể lên tới 3.4GHz. RAM thì 8GB DDR4, ổ cứng SSD là 256GB và được tích hợp các đồ họa Intel UHD Graphics 620. Và ở vị trí số 2 là chiếc Lenovo ThinkPad T480S, một phiên bản giảm cân của chiếc T480 và tiệm cận vẻ đẹp sexy của chiếc X1 Carbon Gen 6. Tuy được làm mỏng và nhẹ nhưng vẻ bên ngoài của T480S vẫn giữ được nét truyền thống của dòng ThinkPad, đó là vuông vức và nam tính. Và về chất liệu làm nên T480S cũng có sự khác biệt đôi chút với người anh em là T480, khi nắp lưng của T480S được làm từ chất liệu polymer, được gia cường sợi carbon, thân và đáy máy được làm từ magie. Điều này thì chắc chắn là giúp T480S có độ bền cao, khả năng chống chịu và độ tốt. Em nó thì cũng đã vượt qua nhiều bài test trong môi trường khắc nghiệt và đạt được tiêu chuẩn độ bền quân sự của Mỹ. Các bạn hoàn toàn yên tâm là mang vác máy đi mọi nơi mà không phải lo lắng về các linh kiện bên trong. Và cấu hình của T480S cũng tương đương với T480, vẫn là CPU Core i5-8250U, sở hữu 4x8 luồng và có tần số cơ bản là 1,6GHz, Turbo Boost có thể lên tới 3.4GHz, RAM thì 8GB DDR4, ổ cứng SSD 256GB và được tích hợp các đồ họa Intel UHD Graphics 620. Và tất nhiên rồi, ở vị trí số 1 là chiếc Lenovo ThinkPad T490. Mặc dù là phiên bản nối tiếp thành công của dòng sản phẩm Lenovo ThinkPad T480, nhưng mà theo đánh giá thì chiếc T490 có thiết kế giống với chiếc ThinkPad T480S nhiều hơn. Từ những phiên bản từ năm 2017 thì bắt đầu từ chiếc T470, Lenovo đã làm mỏng dần phần thân máy và thiết kế lại phần khung cho thật nhỏ gọn. Hình dáng của máy đã không còn như một khối hộp cứng nhắc. Giờ đây thì em máy đã nhẹ nhàng và thanh thoát hơn rất nhiều. Nếu nhìn bằng mắt thường, ta sẽ cảm nhận thấy là màu đen của T490 giống với T480S, nhưng thực ra về chất liệu nó lại giống với chiếc T480. Vỏ máy được làm từ nhựa kết hợp với sợi thủy tinh, được gia cố thêm khung magie ở xung quanh khung máy. Phần vỏ ngoài của máy thì được bọc bởi một lớp cao su mềm. Vì vậy bạn có thể coi rằng là chiếc Lenovo ThinkPad T490 là một phiên bản kết hợp giữa T480 và T480S rồi. Về mặt chất lượng thì mình nghĩ rằng Lenovo ThinkPad T490 đáp ứng được yêu cầu khắt khe nhất
Lenovo thì cũng đã làm vô cùng tốt công tác thiết kế, đạt được độ hoàn thiện gần như tuyệt đối với chiếc T490. Gần như bạn sẽ không thể tìm được chiếc máy nào có độ mỏng tương đương chiếc T490 mà sử dụng cùng chất liệu với nó. Máy hiện tại thì sở hữu cấu hình mạnh mẽ trong thời điểm này, CPU Core i5-8250U, RAM 8GB, SSD 256GB và màn hình 14 inch Full HD IPS cùng với các đồ họa tích hợp Intel UHD Graphics 620. Và vừa rồi thì Bảo Ngọc đã giới thiệu đến các bạn top 5 mẫu laptop ThinkPad cao cấp nhất đang có tại Laptop Minh Vũ. Điểm chung của các mẫu laptop ThinkPad là sở hữu bộ màn phím đặc trưng đã trở thành huyền thoại, thiết kế vỏ máy màu đen trang trọng với phần chất liệu cao cấp. Quả thực là ThinkPad đang có một chỗ đứng vô cùng vững chắc tại top đầu những mẫu laptop dành cho doanh nhân cao cấp. Hiện thì các sản phẩm của ThinkPad đều đang có sẵn tại Laptop Minh Vũ, số 244 phố Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Các bạn còn có những ý kiến đóng góp nào không nhỉ? Hãy để lại bình luận bên dưới video để chúng ta cùng tham khảo nhé. Và đừng quên like, share cũng như subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình và Bảo Ngọc. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.